Cao Đài Tây Ninh, thành lập năm 1997 theo chỉ thị của Đảng Cộng sản, là công cụ đắc lực của chính quyền để diệt đạo Cao Đài bằng cách chiếm các cơ sở tôn giáo của đạo Cao Đài, ép tín đồ Cao Đài bỏ đạo gốc và quy phục chi phái, chiếm danh xưng của đạo Cao Đài. Chi phái này có thành tích hơn 20 năm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, chiếm các cơ sở tôn giáo của đạo Cao Đài, chiếm tòa thánh Tây Ninh. Chi phái Cao Đài Tây Ninh, gọi tắt là chi phái 1997, đã tiếp nhận tòa thánh Tây Ninh của đạo Cao Đài từ chính quyền tỉnh Tây Ninh và ngăn cấm các tín đồ Cao Đài trung kiên tập trung tại tòa thánh. Ngày 27 tháng 5 năm 2015, khoảng 200 tín đồ Cao Đài chuẩn bị tổ chức Đại hội Nhân Sanh tại tòa thánh Tây Ninh để công cử nhân sự cầm quyền hành chánh tôn giáo, khôi phục lại hội thánh đạo Cao Đài theo thánh lệnh 257 của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc. Họ đã bị tấn công bởi hàng trăm trật tự viên của chi phái 1997, đeo băng tay đỏ, cầm gậy gỗ và bình xịt sơn. Các trật tự viên hung hăng cướp máy ảnh, giật ảnh Đức Hộ Pháp và đuổi các tín đồ Cao Đài ra khỏi nội ô tòa thánh. Phó trị sự Trần Văn Hạp bị họ vật xuống đất, đá vào mặt và hông, lấy cây vục vào đầu và bụng, xịt sơn lên áo rồi trói tay để giao công an. Các nữ tín đồ Cao Đài đến can gián cũng bị đánh và bị xịt sơn lên áo, lên mặt, đánh chiếm các thánh thất. Chi phái 1997 cử người đến từng thánh thất Cao Đài, đọc lệnh tiếp quản và dùng bạo lực để cưỡng chiếm nếu gặp phải sự chống đối. Thánh thất Đô Thành Sài Gòn. Thánh thất này là tài sản của đạo Cao Đài từ năm 1949. Ngày 14 tháng 4 năm 2005, chi phái 1997 cử người có giới chức của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đi cùng, chiếm thánh thất và trục xuất bàn trị sự cai quản thánh thất. Mất thánh thất, các tín đồ Cao Đài phải quỳ cúng trên lề đường trước thánh thất. Nhiều tín đồ Cao Đài không chịu được cảnh khổ đã chấp nhận cải đạo và quy phục chi phái 1997. Sau 8 năm quỳ cúng nơi lề đường, số tín đồ Cao Đài trung kiên còn lại tìm một địa điểm tạm để sinh hoạt tôn giáo với nhau. Thánh thất Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Ngày 19 tháng 11, 2008, chi phái 1997 cử người cưỡng chiếm thánh thất Định Quán. Gặp sự phản kháng mạnh mẽ của các tín đồ Cao Đài, họ rút lui. Ngày 27 tháng 12 năm 2009, họ trở lại. Với trợ lực của chính quyền địa phương, họ tấn công thánh thất Định Quán nhưng không vào được bên trong. Hôm sau, họ tăng cường thêm thành phần xã hội đen, phối hợp với công an, bộ đội để tấn công lần thứ hai. Xông vào chánh điện, họ đánh đập các tín đồ Cao Đài đang có mặt, đập bể bàn thánh tổ, hiền tổ, phá cửa phòng của bàn trị sự và vứt đồ đạc ra đường. Bằng bạo lực và số đông áp đảo, chi phái 1997 đã chiếm thánh thất Định Quán. Năm 2018, họ đập bỏ thánh thất này. Ông Nguyễn Thành Tám, đứng đầu chi phái 1997, chủ tế lễ đặt viên đá xây thánh thất mới của chi phái 1997 trên nền đất đã chiếm của thánh thất Định Quán. Thánh thất Phù Mỹ, tỉnh Bình Định. Ngày 16 tháng 9 năm 2012, ông Trương Tu, chức sắc chi phái 1997, điều động 30 tín đồ thuộc cấp và côn đồ bất ngờ phá cổng, tấn công thánh thất Phù Mỹ, chánh trị sự Nguyễn Hữu Khanh, chánh trị sự Nguyễn Hà, chánh trị sự Nguyễn Nhơn, chánh trị sự Lê Văn Phụng, chánh trị sự Cao Văn Minh, phó trị sự Nguyễn Công Trứ và các tín đồ Cao Đài khác đang làm lễ bị hành hung đến trọng thương. Chưa thỏa mãn, ông Trương Tu đổ xăng lên đầu phó trị sự Nguyễn Công Trứ, định thiêu sống nhưng có người kịp ngăn cản. Bằng bạo lực, chi phái 1997 đã chiếm thánh thất Phù Mỹ của đạo Cao Đài, thánh thất Long Bình, tỉnh Tiền Giang. Ngày 3 tháng 7 năm 2013, hai chức sắc của chi phái 1997 đã huy động tín đồ của họ và công an lên đến 600 người, bao vây thánh thất Long Bình và hành hung các tín đồ Cao Đài. Họ đánh chiếm thành công thánh thất Long Bình. 8 tín đồ Cao Đài bị thương tích, có người phải nhập viện. Thánh thất Phú Thành A, tỉnh Đồng Tháp.
ngày 20 tháng 3 năm 2017, chính quyền giữ chân chánh trị sự Dương Ngọc Rễ cai quản Thánh Thất. Tại Quỹ ban Nhân dân, trong khi người của chi phái 1997, công an và côn đồ kéo đến đánh chiếm Thánh Thất Phú Thành A. Đến nay, chi phái 1997 đã chiếm đóng khoảng 300 thánh thất cao đài và tìm cách chiếm nốt số chục thánh thất còn lại, ép tín đồ cao đài cải đạo. Ngày 14 tháng 10 năm 2015, Hội đồng trưởng quản của chi phái 1997 ra công văn số 42/90 về chủ trương ngăn cản các tín đồ cao đài trong tỉnh Tây Ninh thực hành tôn giáo ở tư gia cho đến khi quy phục chi phái 1997. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, chức sắc của chi phái 1997 kéo khoảng 80 thuộc cấp và côn đồ ập vào nhà của bà Phạm Kim Ánh, tín đồ cao đài ở xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Khi ấy, bà Ánh đang làm lễ mãng tang cho mẹ. Người của chi phái 1997 và côn đồ đánh đập tang quyến và khách mời, đạp đổ bàn thức ăn của những người đang dùng bữa trưa. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc địa phương kéo quân đến tiếp trợ, rồi phó trưởng công an xã kéo thêm một dàn công an cầm dùi cui. Thay vì bắt các kẻ hành hung, họ bắt bà Ánh và một số tín đồ cao đài dự lễ mãn tang lên đồn công an, giam cho đến 8 giờ 30 tối mới thả cho về. Thực thi công văn số 42/90, người của chi phái 1997 đã tấn công hàng loạt các buổi lễ tại tư gia của các tín đồ cao đài ở tỉnh Tây Ninh và ở một số nơi ngoài tỉnh Tây Ninh, xúc phạm người quá cố. Ngày 10 tháng 1 năm 2018, chi phái 1997 dùng xe ben chặn đường đám tang của ông Lê Văn Nhã, tín đồ cao đài 78 tuổi, để không vào được nghĩa trang của tòa thánh Tây Ninh. Khi gia đình bằng đường khác đưa được linh cữu đến nơi an táng, người của chi phái 1997 chặn không cho đào quyệt. Họ bắt tang quyến phải chấp nhận để chức sắc của chi phái 1997 cử hành lễ cúng. Gia đình không chấp nhận vì trái với di chúc của người quá cố. Do bị cản trận, họ phải để quan tài ở ngoài trời qua đêm. Hôm sau, thi hài của ông Nhã chỉ được an táng sau khi gia đình chấp nhận đòi hỏi của chi phái 1997. Ngày 15 tháng 1 năm 2018, chức sắc của chi phái 1997 kéo đến ngăn cản lễ cúng cửu tại tư gia của ông Lê Văn Nhã vì họ không được mời cử hành lễ. Tệ hơn nữa, đầu năm 2018, Hội đồng trưởng quản của chi phái 1997 ra lệnh đập phá 15 ngôi mộ của tín đồ cao đài ở nghĩa trang của tòa thánh Tây Ninh mà không có sự đồng ý của thân nhân. Họ đã dùng người chết làm con tin để áp lực thân nhân còn sống quy phục chi phái 1997. Chiếm danh xưng của đạo cao đài. Danh xưng hợp pháp của chi phái 1997 khi thành lập là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tây Ninh, gồm 10 từ. Khác danh xưng chính thức gồm 6 từ của đạo cao đài là Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Năm 2007, chi phái 1997 đổi tên thành Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, tổng cộng 12 từ và 2 dấu ngoặc mở và đóng. Nếu diễn giải phần trong hoặc là cách gọi khác của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ thì chi phái 1997 đã đổi danh xưng trùng với tên chính thức của đạo cao đài. Trên văn thư có tiêu đề và trên con dấu, chi phái 1997 cắt luôn 2 chữ cao đài và 2 dấu ngoặc đơn để chỉ còn Tòa Thánh Tây Ninh, giống hệt như văn thư và con dấu của đạo cao đài. Họ cố tình tạo sự ngộ nhận với hai mục đích. Một là lừa các tín đồ cao đài tùng phục chi phái 1997 mà không nghĩ là mình cải đạo. Hai
là che mắt quốc tế về chính sách diệt đạo Cao Đài, vì quốc tế ngỡ rằng nhóm người nắm tòa thánh Tây Ninh là hội thánh đạo Cao Đài. Chi phái 1997 cho người xâm nhập nhà riêng để phá rối sinh hoạt tôn giáo và hành hung tín đồ thuộc tôn giáo khác, đánh chiếm các cơ sở thờ tự của tôn giáo khác, đập mồ mả của các tín đồ thuộc tôn giáo khác, bắt ép tín đồ của tôn giáo khác phải tuân phục chức sắc của chi phái 1997, cấm cản tín đồ của tôn giáo khác tập trung ở tòa thánh của họ, dùng danh xưng của tôn giáo khác để đánh lừa tín đồ, quần chúng và quốc tế. Toàn là những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách trắng trợn. Những việc làm trái đạo lý này cho thấy chi phái 1997 không là một tôn giáo, lại càng không là tôn giáo Cao Đài.